À, các bạn ơi, rồi cái bánh này thổi xong rồi hả? Ăn được không? Wow, ăn rồi cho ông Bin ăn kìa, ăn miếng đi. Đây một cái bánh hình cái bao. Rồi bây giờ mỗi bạn sẽ bóc một cục nha, rồi con bóc cục màu gì? Khỏi quay luôn, bóc luôn. Rồi bạn này sẽ bóc một cục màu hồng nha. Chưa nghe, chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi quá, bạn Bin màu cam, rồi tới bạn Kiệt, Kiệt lớn, Kiệt nhỏ. Rồi lẹ đi, rồi ăn thử coi. Ngon không Bin, ngon không? Ngon không, ăn thử coi, ngon không? Trời ơi, các bạn ơi, kẹo này đắng quá. Ruột của bạn Kiệt mùi gì? Không có mùi hả? Rồi, thơm lắm. Thơm hả, kẹo thơm hả? Rồi, tao... kẹo thơm. Rồi, con chọn màu khác đi Bin. Rồi, con chọn màu xanh dương nha. Rồi ăn thử coi, ngon không? Thèm quá hả? Thôi quá hả? Wow, các bạn ơi, hôm nay các bạn nhỏ này sẽ chơi một trò chơi ăn thử kẹo thúi nha. Đâu, kẹo đâu? Đây, đây, kẹo thúi nè. Wow, bạn Bin có gì vậy? À, bong bóng hình cái phao cái bánh đó hả? Rồi bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt sẽ thổi cái này lên. Còn mình sẽ mở kẹo thúi ra nha. Rồi bắt đầu mở thôi. Rồi nhanh lên mở kẹo thúi đổ vô nè. Đây đây là cái chong chóng để quay nghe một hồi. Ai quay tới màu nào là sẽ ăn cục kẹo màu đó nha. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin sẽ đổ vô nha. Wow, rồi bây giờ ai quay trước đây? Rồi bây giờ bắt hành cầm là ai quay trước trúng màu nào là ăn màu đó nha. Rồi chuẩn bị nha. Rồi rồi màu gì đây? Quay lại chưa trúng màu luôn. Quá wow, màu xanh lá cây. Rồi bạn Kiệt sẽ ăn màu xanh lá cây nha. Rồi tới bạn Bin. Bạn Bin màu gì? Từng cục nè, bắt đầu nha. Quá wow, các bạn ơi, rồi cái bánh này thổi xong rồi hả? Ăn được không? Quá wow, ăn rồi cho Bin ăn kìa, ăn miếng đi. Đây một cái bánh hình cái phao. Rồi bây giờ mỗi bạn sẽ bóc một cục nha, rồi con bóc cục màu gì? Khỏi quay luôn, bóc luôn. Rồi bạn này sẽ bóc một cục màu hồng nha. Chưa nghe, chưa nghe. Chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi quá, bạn Bin màu cam. Rồi tới bạn Kiệt, Kiệt lớn, Kiệt nhỏ. Rồi lẹ đi, rồi ăn thử coi. Ngon không Bin, ngon không? Ngon không, ăn thử coi, ngon không? Trời ơi, các bạn ơi, kẹo này đắng quá. Ruột của bạn Kiệt mùi gì? Không có mùi hả? Rồi, thơm lắm. Thơm hả, kẹo thơm hả? Rồi, tập... kẹo thơm. Rồi con chọn màu khác đi Bin. Rồi, con chọn màu xanh dương nha. Rồi, ăn thử coi, ngon không? Thèm quá hả? Thôi quá hả? Rồi, tới bạn Kiệt đi. Bạn Kiệt ăn màu gì vậy? Xanh dương luôn hả? Rồi, ăn thử coi. Ờ, rồi bây giờ bóc tiếp nha, mỗi người bóc hai cục đi. Hai, đâu có màu gì vậy, màu trắng hả? Đâu ăn thử coi. Đúng rồi, ăn cục. Ơ trời, màu trắng cũng hôi luôn hả? Ăn cục màu xanh á. Rồi có màu xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Hôi không? Không hả? Rồi con bóc thử màu màu khác đi. Này đây, màu này nãy giờ chưa dính nè. Bạn pha ăn như bạn pha. Rồi ai ăn màu nâu kìa, có cục màu nâu nè. Rồi ngồi xuống nghe, chuẩn bị nghe. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt lớn ăn màu nâu nè. Mùi gì, mùi gì? Thuốc bắc hay vậy? Ừ, thuốc bắc hả? Rồi bạn Kiệt này ăn màu màu trắng nha. Thôi quá hả? Mùi trắng hả? Hôi quá hả? Trời ơi các bạn ơi, bạn Bin hôi quá. Hôi quá hả? Rồi bây giờ mình chia màu ra. Bạn Kiệt lớn ơi, bạn Kiệt lớn ơi. Chia từng màu ra nghe, rồi mình ăn từng màu luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ chia màu đâu, đâu, ai màu gì đâu. Bạn Bin màu xanh lá cây, bạn Kiệt lớn màu trắng nè, bạn Kiệt nhỏ màu nâu. Đây bạn Khoa màu xanh. Rồi bạn gái này là màu cam nghe. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn nha, rồi ăn vô. Trời sao có mùi gì? Trời ơi bạn Bin nhả luôn rồi. Có mùi gì, mùi gì?
người thuốc bắc hả? Việc lớn mua gì? Tả em bé hả? Bạn Pha mà gì hả? Mua gì? Con có mua gì? Đắng quá hả? Trời ơi. Đây các bạn ơi, kẹo thúi này ăn nó thúi quá trời luôn, màu nó đắng nữa. Đây còn mấy màu nè. Rồi bây giờ bóc ăn hết luôn nha. Rồi chuẩn bị thôi. Bị, ăn vô Vin, ăn vô. Còn không, còn kẹo nó đâu? Hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Rồi bây giờ thổi phao lên nha. Cái phao nãy đâu rồi? Đây các bạn ơi, đây một cái phao bánh nè. Rồi bánh kẹp đầu đó. Wow. Rồi cho băng Vin, cho Vin chồng thử. Bơi. Rồi mỗi người chồng cái nghe. Rồi cái phao bự sắp xong rồi. Phao bự này là bánh gì vậy? Kẹo. Bánh kẹo gì vậy? Kẹo thúi. Kẹo thúi nữa hả? Rồi đây, đây cho cái phao bánh này các bạn ơi. Ai ăn không? Ăn đây. Ngon không? Ăn thử coi, ngon không? Trời ơi các bạn ơi, kẹo này đắng quá. Vừa cố ăn kẹp mùi gì? Đắng. Không có mùi hả? Rồi, không, thơm lắm. Thơm hả? Kẹo thơm hả? Rồi, tâm... kẹo thơm. Rồi con chọn màu khác đi Bin. Rồi con chọn màu xanh dương nha. Rồi ăn thử coi, ngon không? Heo quá hả? Thôi quá hả? Rồi tới Văn Kiệt đi. Bà Kiệt ăn màu gì vậy? Xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Rồi bây giờ bóc tiếp nha, mỗi người bóc hai cục đi. Đâu có màu gì vậy? Màu trắng hả? Đâu ăn thử coi. Ôi trời, màu trắng cũng hôi luôn hả? Ăn cục màu xanh á. Rồi con màu xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Hôi không? Không hả? Rồi con bóc thử màu khác đi. Này đây, màu này nãy giờ chưa dính nè. Bạn Pha ăn đi, bạn Pha. Rồi ai ăn màu nâu kìa, có cục màu nâu nè. Bạn Kiệt ăn đi. Rồi ngồi xuống nghe, chuẩn bị nghe. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt lớn ăn màu nâu nè. Mua gì? Cục bắt gì á? Ôi cục bắt hả? Rồi bạn Kiệt này ăn màu trắng nha. Ôi quá hả? Mùi trắng hả? Ôi quá hả? Trời. Ôi quá hả? Ha ha.